Cô Trinh. Ủa, anh tới rồi. Trời ơi, sao đang gặp bạn gái mà ăn mặc gì kỳ vậy? Tại mới đi giao hàng về, cô Trinh gọi gấp quá, chưa kịp thay đồ chạy tới đây luôn. Anh làm gì vậy? Trời ơi, anh làm gì mà đứng xa tôi quá vậy? Tôi bước tới thì anh lại bước lui. Tại vì người của tôi hôi lắm. Khổ ghê vậy đó. Ủa, đi đâu vậy? Tôi đi về, tôi thay đồ, tắm rửa một cái. Cô Trinh ngồi đợi tôi nha, chút xíu tôi quay lại liền nha. Cho một phút đó, chạy kịp không? Một phút hả? Sao kịp? Ngồi xuống đây. Anh mà không ngồi ở đây á, có nghĩa là anh nói tôi hôi đó. Đâu có, tôi đâu có ý đó đâu. Rồi tôi ngồi rồi nè, cô nói gì nói đi. Tôi đâu có nghe mùi gì hôi đâu. Tôi gọi anh ra gấp á là vì tôi muốn báo cho anh một tin vui. Ba tôi đã đồng ý chấp nhận cho anh cung cấp lại hàng cho nhà hàng tôi rồi. Thiệt hả? Vậy thì hên quá. Cảm ơn Trinh nhiều nha. Cảm ơn Xuân vậy thôi hả? Đâu có đâu, tại tôi chưa nghĩ ra thôi. Hay là cái chậu này để tôi trả tiền nha. Trời ơi, sao bèo vậy? Tôi vừa giúp anh một cái chuyện rất là lớn đó. Nếu vậy bây giờ cô muốn tôi trả ơn sao? Muốn cái gì cũng được hết á. Có phải là tôi muốn cái gì cũng được đúng không? Quên. Cái gì trong khả năng của tôi thôi. Chứ mà Trinh đòi hỏi mấy cái gì mắc quá, tôi không có đủ tiền mua đâu. Anh đừng có giấu tôi. Để mà làm đối tác với nhà hàng của tôi, tôi nghĩ anh cũng không phải là vừa đâu. Đâu có, không phải vậy đâu. Tiền làm ăn là tôi mượn sổ hồng của tía tôi cầm ngân hàng á. Thiệt ra là tôi không có nhiều tiền đâu, tôi nói thiệt á. Cho nên cô đừng có đòi gì mắc quá, tôi không có đủ tiền mua đâu á. Sao thiệt tình quá vậy? Anh làm tôi mắc cười quá. Cái chuyện mà anh mượn tiền ngân hàng cũng khai ra luôn hả? Tại Trinh không có tin tôi, cho nên tôi phải nói hoạch tẹt ra, nói hết luôn. Tôi tin. Quên. Hôm nay ngày mấy vậy Trinh? Hôm nay là 29, ngày mai là 30. Khổ nữa rồi. Chuyện gì vậy? Ngày mai 30 là tới ngày đóng tiền lời ngân hàng rồi nè. Thôi được rồi, tôi không có yêu cầu anh cái gì mà phải tốn tiền đâu. Chồng này tôi trả được chưa? Phải chi cho mượn tiền đóng tiền lời ngân hàng luôn á thì hay biết mấy.